hay còn gọi là diếp cá và còn có tên khác gọi trong đông y là ngư tinh thảo. Loại cây này thì vừa là một loại rau được kết hợp trong nhiều món ăn hàng ngày và còn là một loại dược liệu để giúp hỗ trợ trị bệnh rất tốt cho cơ thể nữa nha. Theo y học cổ truyền thì diếp cá có rất là nhiều những cái tác dụng tốt, nổi bật trong đó là thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt là hỗ trợ cho người trĩ và táo bón. Nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn hay uống rau diếp cá thường xuyên. Ta thấy nhiều anh chị em lại sợ mùi tanh nên cứ nhắc đến diếp cá là né. Tới đây mình sẽ giới thiệu cho anh chị em nguyên uống diếp cá nha. Thành phần thiên nhiên với cao khô diếp cá, chất xơ anunin và còn bổ sung cao khô rẻ ngựa giúp nâng cao tác dụng hỗ trợ bệnh trĩ. Dạng viên này thì rất tiện lợi, có thể là mang đi làm, đi chơi mà không phải chế biến mà vẫn bổ sung được hàng ngày. Nó có thể hạn chế được mùi tanh nữa nên là rất là dễ dùng. Với 2 viên một ngày thì có thể đem lại những cái cải thiện tốt cho sức khỏe. Riêng sản phẩm viên uống diếp cá này thì đã liên tục nhận được rất nhiều phản hồi đánh giá tốt từ khách hàng với hàng nghìn lượt bán và đánh giá 5 sao. Do vậy các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.